Xin chào tất cả các bạn. Ngày sửa ngày xưa đã rất là lâu rồi khi mà vũ trụ hình thành. Chắc hẳn các bạn thấy câu nói này khá là quen thuộc, thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích. Và có vẻ như nó không phù hợp khi chúng ta bắt đầu với một câu chuyện khoa học. Tuy nhiên, với nhân loại thì khoa học cũng là một câu chuyện cổ tích chưa có hồi kết. Trong những video vừa qua, đã có nhiều người đặt ra cho mình những câu hỏi thú vị. Nói thật là mình cũng không thể trả lời tất cả các bạn được. Vì một sự thật là nhiều câu mình cũng không biết hoặc không có cách nào nói thật ngắn gọn cho dễ hiểu được. Đặc biệt, có những câu lại vô cùng hóc búa khiến mình thực sự bó tay. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm đến vũ trụ mà trong đó mình là người kể những câu chuyện về nó. Khi các bạn đặt ra câu hỏi, có nghĩa là tầm hiểu biết của các bạn bắt đầu tăng lên. Và sau này, có thể bạn sẽ là người trả lời các câu hỏi đó với những người khác. Điều này cũng giống như bạn bước lên một bậc cao mới để ngắm nhìn thế giới. Và có một điều chắc chắn, những kẻ đứng càng cao lại càng cảm nhận rõ nét hơn vẻ đẹp của đường chân trời lãng mạn tới mức nào. Với vô số điều bí ẩn về các quy luật của tự nhiên xung quanh chúng ta, đôi khi điều quen thuộc nhất lại ẩn chứa nhiều sự kinh ngạc nhất. Với nhiều người thì việc duy trì nòi giống là một việc làm vô cùng bình thường. Nhưng thực ra, đây là một kiểu photocopy tinh xảo bậc nhất vũ trụ mà chúng ta biết tới. ADN với các mã gen di truyền được sao lưu một cách kỳ diệu. ADN cũng là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự kỳ diệu của sinh học. ADN thực chất là một chuỗi được cấu tạo từ các phân tử carbon. Chúng có khả năng lưu trữ thông tin vô cùng phi thường. Với 1 gram ADN, chúng ta có thể lưu trữ toàn bộ dữ liệu của Google và Facebook cộng lại. Điều này hứa hẹn đem lại một công nghệ lưu trữ đột phá cho tương lai. Hãy thử tưởng tượng một chiếc máy tính lượng tử được gắn một chiếc ổ cứng ADN, trong đó chứa toàn bộ dữ liệu của thế giới và những hiểu biết về vũ trụ. Có lẽ kỷ nguyên con người thâu tóm vũ trụ sẽ bắt đầu từ thời khắc đó. Tuy nhiên, trước khi tưởng tượng đến những điều tuyệt vời, thì hãy luôn nhớ rằng chính bản thân bạn cũng là một điều kỳ diệu của tự nhiên, một phiên bản photocopy tinh xảo bậc nhất vũ trụ. Tất nhiên là các bạn cũng biết, đôi khi sẽ xảy ra lỗi hoặc nhầm lẫn. Chúc các bạn may mắn. Mark Twain, một nhà văn người Mỹ ở thế kỷ 19, có một câu nói khá nổi tiếng. Nếu đem tháp Eiffel làm thước đo cho tuổi của thế giới, thì lớp sơn bao phủ cái núm trên đỉnh cao nhất của tòa tháp sẽ đại diện cho loài người. Mark Twain sinh ngày 30 tháng 11 năm 1835, ngày mà sao chổi Halley xuất hiện. Ông mất ngày 24 tháng 4 năm 1910, ngày mà sao chổi Halley một lần nữa bay ngang qua bầu trời. Có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp thú vị, nhưng qua câu nói của ông, chúng ta cũng thấy được lịch sử nhân loại non trẻ tới mức nào. Trong quá khứ, trái đất chắc hẳn phải có những bước ngoặt đáng kể để những sinh vật thông minh như chúng ta xuất hiện. Vậy, những biến cố gì đã xảy ra? Để có được sự sống thông minh như ngày hôm nay, trái đất đã phải trải qua rất nhiều những rào cản tiến hóa, những sự kiện tồi tệ mà lại rất cần thiết. Cơ hội để có được nền văn minh như chúng ta bây giờ là vô cùng mong manh. Tuy nhiên, bằng những cách nào đó mà trái đất đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Các bằng chứng đồng vị đầu tiên về sự sống đã xuất hiện cách đây hơn 4 tỷ năm, tức là chỉ hơn nửa tỷ năm sau khi trái đất hình thành. Hóa thạch vi khuẩn sớm nhất cũng được phát hiện ở Australia với niên đại 3,5 tỷ năm. Nhưng lại phải đến 1,8 tỷ năm trước, những tế bào có nhân đầu tiên mới xuất hiện. Điều này có nghĩa là sự sống đã bắt đầu hình thành rất sớm, nhưng quá trình tiến hóa lại diễn ra vô cùng chậm chạp trong nửa đầu thời kỳ tồn tại của trái đất. Trong quãng thời gian này, sự sống chỉ giới hạn ở các dạng tế bào đơn giản nhất, hay chúng ta vẫn gọi là sinh vật nhân sơ. Tới thời điểm 2 tỷ năm trước, môi trường khí quyển trái đất đã trải qua một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng. Các loại vi khuẩn quang hợp phát triển mạnh mẽ, các quá trình vi sinh cũng bùng nổ dữ dội, làm cho lượng oxy trong khí quyển tăng đột ngột. Sự thay đổi bất thường này dẫn đến quá trình nhiễm đập oxy với hầu hết các sinh vật, và một cuộc đại tuyệt chủng đã thực sự xảy ra. Một số loài cố sống sót bằng cách chui sâu xuống lòng đất hoặc tìm đến những nơi tách biệt với oxy. Một số ít loài lại đối phó bằng cách liên kết oxy với phân tử collagen. Điều này làm cho cấu trúc cơ thể chúng phát triển lớn hơn. Chúng cũng học cách sử dụng oxy để tạo ra năng lượng thay vì các nguyên tố khác, và điều này vô tình tạo ra sự thành công vượt bậc. Oxy cung cấp nguồn năng lượng rất dồi dào, giúp cho chúng có thể phát triển não bộ
một trong những bộ phận tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể. Đến 600 triệu năm trước, động vật đa bào đầu tiên xuất hiện. Cho tới 500 triệu năm trước, sự sống phức tạp bắt đầu thời kỳ thịnh vượng của nó. Giai đoạn này chứng kiến sự tiến hóa phi thường của hầu hết các nhóm động vật. Trong suốt quãng thời gian này, các loài động vật phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và kích thước. Lượng oxy cao trong khí quyển đã giúp chúng có đủ năng lượng để duy trì một cơ thể cao lớn và bộ não ngày càng to hơn. Đến 65 triệu năm trước, loài khủng long tuyệt chủng. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng dẫn đến sự hình thành và phát triển của loài người. Con người chúng ta mới chỉ xuất hiện cách đây khoảng 200.000 năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian rất ngắn, con người đã cho thấy sự vượt trội, khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của thế giới. Như vậy, chúng ta có thể thấy, lịch sử thế giới đã trải qua quãng thời gian dài với sự tiến hóa chậm chạp. Mọi thứ chỉ bắt đầu bùng nổ trong vòng 500 triệu năm gần đây. Hai dấu mốc quan trọng nhất dẫn đến sự phát triển của nền văn minh nhân loại chính là khi bầu khí quyển bị nhiễm độc oxy và sự tuyệt chủng của loài khủng long. Nếu không có viên thiên thạch định mệnh đó lao xuống trái đất, chắc hẳn thế giới bây giờ vẫn là vương quốc của loài khủng long. Không cần biết điều đó là ngẫu nhiên hay may mắn, nhưng một khi chúng ta đã được sinh ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn chịu chung số phận với loài khủng long. Chỉ trong khoảng 2 thế kỷ bùng nổ về khoa học công nghệ, chúng ta đã vươn xa cánh tay ra khỏi bầu khí quyển của trái đất. Có lẽ sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn cản con người khám phá vũ trụ. Nếu ví vũ trụ như một tế bào nguyên thủy, thì con người chính là một loại virus siêu việt. Theo thời gian, chúng ta sẽ dần thâu tóm tất cả. Sao Hỏa và Trái Đất là hai hành tinh duy nhất nằm trong vùng sống được của hệ mặt trời. Khác với những điều kiện tuyệt vời trên Trái Đất, Sao Hỏa lại là một nơi vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Đã có nhiều nhận định chỉ ra rằng, trong quá khứ, Sao Hỏa đã từng có nước và khí quyển dày. Những điều kiện tự nhiên tuyệt vời và nhiệt độ cũng vô cùng lý tưởng cho sự sống hình thành. Tuy nhiên, tại sao nó lại mất đi những điều tuyệt vời đó? Nguyên nhân mấu chốt dẫn đến một Sao Hỏa chết chóc như ngày hôm nay chính là do hành tinh này có bán kính quá nhỏ. Bán kính của Sao Hỏa là 3.389,5 km, chỉ nhỉnh hơn một nửa bán kính của Trái Đất. Trong quá khứ, Sao Hỏa cũng giống như Trái Đất, nó có một lõi sắt nóng chảy, hoạt động rất mạnh mẽ. Lõi sắt này tạo nên một từ trường đủ mạnh để bảo vệ hành tinh khỏi các cơn gió mặt trời. Nhưng cũng vì bán kính quá nhỏ mà nhiệt độ trong tâm hành tinh bị nguội đi nhanh chóng. Bản thân Sao Hỏa không đủ khối lượng và kích thước để duy trì nhiệt độ của chính nó. Trong suốt quá trình tồn tại, các hoạt động địa chất của nó cũng không diễn ra liên tục. Các cơn địa chấn trên Sao Hỏa xảy ra vào từng thời kỳ khác nhau, xuyên suốt lịch sử tồn tại của nó. Mỗi lần vận động, tâm của hành tinh lại nóng lên đột ngột, làm cho các núi lửa phun trào và một lượng lớn băng tan ra dưới bề mặt hành tinh. Ước tính Sao Hỏa đã từng trải qua 5 lần vận động, lần lượt vào 3,5 tỷ năm, 1,5 tỷ năm, 800 triệu năm, 200 triệu năm và 100 triệu năm trước. Sau khi từ trường Sao Hỏa suy yếu và biến mất, các cơn gió mặt trời đã thỏa sức bắn phá bề mặt hành tinh. Vì không có gì bảo vệ, bầu khí quyển của Sao Hỏa nhanh chóng bị suy giảm rõ rệt. Khí quyển dần dần mỏng hơn, khiến cho áp suất của khí quyển cũng giảm theo. Khi áp suất khí quyển giảm, thì có nghĩa là các hồ, biển hay đại dương sẽ dễ dàng bốc hơi. Không có từ trường và tầng ozone bảo vệ, các bức xạ mặt trời tốc độ cao sẽ phá vỡ các phân tử nước trong không khí thành hydro và oxy. Khí hydro nhẹ hơn, chúng nhanh chóng thoát khỏi lực hấp dẫn của hành tinh và tan vào trong không gian, còn oxy nặng hơn sẽ lắng xuống bề mặt và kết hợp với các khoáng chất trong đất đá. Bất kỳ lượng nước nào còn lại chỉ có thể ngấm xuống và đóng băng dưới bề mặt. Toàn bộ quá trình này được cho là xảy ra trong vòng không tới 1 tỷ năm. Ngày nay, Sao Hỏa khô lạnh và chết chóc. Nhiệt độ của nó dao động từ âm 150 đến 17 độ C. Tuy nằm trong vùng sống được của mặt trời, nhưng kích thước và khối lượng của Sao Hỏa quá nhỏ đã khiến chúng đánh mất những điều kiện tuyệt vời cho sự sống hình thành. Nếu như Sao Hỏa to lớn bằng sao Kim thì chắc hẳn hệ mặt trời của chúng ta đã có tới hai trái đất và có thể bây giờ đã sắp có chiến tranh liên hành tinh đến nơi rồi cũng nên. Bạn thấy đấy, chắc chắn là trái đất của chúng ta sẽ đoàn kết hơn rất nhiều nếu như có một trái đất khác làm đối thủ.